Đấy các bạn nhìn thấy cái, ngay cửa bể chúng ta làm một cái thanh vừa là có tác dụng chịu lực cho bể, vừa là có tác dụng là làm thay một cái thanh kiểu cái bậc thang để trong quá trình sử dụng sau nhiều năm các bạn xuống bể để thau rửa, các bạn có cái thang như cái bậc đấy đứng ở đấy xuống. Đấy nó rất là tiện lợi. 100% kể cả các thanh răng, tất cả các bể 6 mặt đều làm bình bằng inox 304 100% nha các bạn. Inox 304 POSCO nhập khẩu Thái Lan cho chất lượng rất là tốt. Bể này các bạn đầu tư một lần dùng vĩnh viễn luôn, không bao giờ hỏng. Rồi, dây điện qua rồi. Đéo, rồi, được rồi. Bây giờ xoay, xoay luôn. Rồi, được rồi, bây giờ hạ rút dây được rồi. Chắc chắn dây nhá, cầm dây chắc chắn nhá. Rút dây. Chắc chắn dây hạ từ từ đúng không? Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay Yến Xuân Hà đang triển khai giao hai chiếc bể nước ngầm. Bể nước ngầm inox 304 cho khách hàng tại khu dịch vụ An Thọ, Khánh Hoài Đức, Hà Nội. Và các bạn thấy được đường dây An Thọ, An Khánh đang được thi công rất là nhiều. Và đây là một trong hai chiếc bể nước ngầm mà khách hàng đã đưa vào sử dụng tại Yến Xuân Hà. Như các bạn thấy đây, đây là hai chiếc bể ngầm chúng tôi vừa mới giao và hạ xuống bể nước dây như này. Đây các bạn này. Để chúng ta cái bể này là được làm bằng inox 304. Inox 304 nhập khẩu POSCO Thái Lan. Và được hàng bằng công nghệ hàn tích, hàn tích bằng khí argon. Để cho bể rất là chất lượng và kết cấu bể rất là chắc chắn. Đấy các bạn, khi chúng ta bể này các bạn khách hàng hoàn toàn có thể bơm nước vào đầy căng bể luôn, bơm nước vào đầy tận miệng luôn để thử bể trước khi chèn xi măng cát. Đấy, khi tận bể thế này thì các khe hở này này. Đấy, tất cả các cạnh các bạn đều để hở tầm 5cm để chúng ta chèn xi măng cát khô nhá. Cái này thì chúng ta nên chèn xi măng cát khô, không cần trộn nước đâu. Các bạn chèn xi măng cát khô với tỷ lệ xi măng cát là tỷ lệ 1:7, tức là 7 cát 1 xi là ok. Các bạn sau khi thử nước xong thì các bạn nhồi xi măng cát khô vào các khe hở này. Đấy, chúng ta cứ trộn xi măng cát khô và chèn vào đây thôi là được. Thì trên này chúng ta đổ tấm đan lắp bình thường. Và đây là cái lắp bể của chúng ta này, đây là cái đất thôi. Đấy. Các bạn nhìn thấy bên trong bể đấy, các bạn nhìn thấy bên trong bể là toàn bộ hệ thống các thanh đằng. Các thanh đằng này, các thanh đằng tăng cường chịu lực để đảm bảo kết cấu bể là vô cùng chắc chắn, kể cả khi bể đầy nước hay là bể vơi nước. Khi bể hạ xuống xong thì chúng ta hoàn toàn có thể bơm nước vào đầy tận miệng luôn để chúng ta thử bể, và thứ hai là để ổn định bể, sau đó chúng ta mới chèn xi măng cát. Đấy, ngoài ra thì đây các bạn nhìn thấy tất cả các thanh u này và các cạnh 6 thành của bể nước inox 304 này chúng tôi đều 100%, kể cả cái nắp bể 100% đều là inox 304 POSCO nhập khẩu Thái Lan. Đấy. Bất kỳ chỗ nào các bạn thử mà không phải inox 304 chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, các bạn có quyền tịch thu bể luôn. Đấy, còn các thanh đằng này thì nó chính là những cái tấm inox này, các thanh đằng này chính là những tấm inox này chúng tôi cắt ra và ép thành u để tăng cường khả năng chịu cứng, chịu lực và kết cấu cho bể được vững chắc hơn. Ok, đây là chiếc bể này có inox, khách hàng đặt inox là 1 ly. Bể là trọng lượng bao cân nhỉ? 178 cân. Bể này chúng ta là có khối lượng là 178 kg. Đấy, chúng tôi bán hàng cho khách hàng đối với những cái bể nước ngầm này, chúng tôi tính đơn giá trên trọng lượng là 120.000 một kg. Thì để đảm bảo cái quyền lợi cũng như là cái chất lượng bể của khách hàng được tốt nhất thì các bạn nên lựa chọn những đơn vị uy tín mà làm
làm tính giá cho các bạn là theo trọng lượng kg là chuẩn nhất. Đấy, các bạn làm muốn tốt thì các bạn làm thực sự là các bạn làm inox dày lên, tức là càng dày thì trọng lượng nó càng nặng. Đấy, còn những chỗ mà tính theo mét khối, bao nhiêu tiền một mét khối, nhưng chỗ đấy thì ví dụ như các bạn muốn một ly họ chỉ làm 0.6, 0.7, 0.8 thì các bạn không thể biết được. Khi làm xong rồi các bạn không thể biết được. Cứ cân lên ăn tiền là đảm bảo quyền lợi cho khách hàng nhất. Đối với bể dưới 3 khối, dưới 3 khối thì chúng ta có thể làm inox dày 0.7, 0.8. Còn bể trên 3 khối thì các bạn nên làm 0.9, 1 ly 2 đến 1 ly rưỡi. Tùy khối lượng bể và tùy khả năng tài chính để các bạn đầu tư cho bể ngầm. Ok, còn đối với cái bên này, đây. Các bạn thấy đây là trước đây là bể này còn khối lượng là lớn hơn. Cái bể này là bao nhiêu cân nhỉ? 237. 237. Bể này chúng ta có khối lượng là 237 kg. Gần 7 khối nước. Khách hàng làm inox dày 1 ly. Đây. Các bạn nhìn thấy kết cấu của bể này vô cùng thoải mái này. Đấy. Cái cổ bể của nó, cái cổ bể này rất là rộng. Đấy, cổ bể rất là rộng, chiều dài 2m6, chiều rộng 2m5 và chiều cao 1m3. Cái bể này có trong khối lượng là gần 7 khối nước. Khí lốc dày 1 ly đấy, mà các bạn nhìn thấy tôi đang ngồi trên ở giữa bể luôn. Tức là kết cấu của cái bể này là rất là chắc chắn, chắc. Đây, toàn bộ inox 304 hết nhá. Đây, cả cái lắp bể này các bạn này, rất là chắc chắn. Đây các bạn nhìn là inox dày 1 ly nó như này này. Inox dày 1 ly như này. Rồi. Đây là các bạn nhìn thấy bể chúng tôi hoàn toàn là 100% bể khi sản xuất xong là được thử nước tại nhà máy, tại xưởng luôn. Trước khi giao cho khách là đã được thử nước tại xưởng rồi. Và các bạn nhìn thấy cái thanh răng chống chéo là chống ngang, đảm bảo cả 6 mặt đều có thanh răng chịu lực nên đảm bảo cho kết cấu bể rất là chắc chắn. Đấy, các bạn nhìn thấy chúng tôi cũng làm ở cái góc ngay cửa bể, chúng ta làm một cái thanh vừa là có tác dụng chịu lực cho bể, vừa là có tác dụng là làm thay một cái thanh kiểu cái bậc thang để trong quá trình sử dụng sau nhiều năm các bạn xuống bể để thau rửa, các bạn có cái thang như cái bậc đấy đứng vào đấy xuống đấy, nó rất là tiện lợi 100%, kể cả các thanh răng và tất cả các bể 6 mặt đều làm bằng inox 304 100% nhé các bạn. Inox 304 POSCO nhập khẩu Thái Lan đấy, cho chất lượng rất là tốt. Bể này các bạn dùng đầu tư một lần dùng vĩnh viễn luôn, không bao giờ hỏng. Đây, các bạn nhìn thấy này. Đấy, công nghệ hàn chúng tôi là hàn tích bằng khí argon và xử lý các mối hàn này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Xử lý các mối hàn vô cùng chắc chắn, đảm bảo độ bền vĩnh viễn luôn. Cái này mỗi khe hở các bạn nên làm để 3 cho đến 5 phân. Đấy, sau khi thử nước bể ok rồi các bạn mới chèn trên măng cắt khô nhá. Đấy, chèn xi măng cát khô vào và phía trên chúng ta đổ bê tông hoặc là đổ tấm đan lát lát nền bình thường. Rồi. Ok, tôi là Yến Sơn Hà. Tôi ngoài các sản phẩm chính thức chính hãng của Sơn Hà thì tôi phân phối thi công cái bể nước ngầm inox này để cung cấp cho các bạn. Sơn Hà không có bể ngầm inox này nha các bạn. Các bạn có nhu cầu mong rằng các bạn hãy liên hệ với tôi 096 341 0090. Tôi sẵn sàng để hỗ trợ các bạn với giá tốt nhất và chất lượng tốt nhất, có đảm bảo các bạn tốt nhất. Và cái sản phẩm chúng ta các bạn được bảo hành theo hợp đồng là 10 năm. Ok, cảm ơn các bạn.